Hey guys, this is Mia and welcome back to Pronunciation Basics with Miss Hoa Communication English. Chào mọi người, cô là Mia và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi phát âm Pronunciation Basics cùng Miss Hoa giao tiếp. Như ở video lần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Vậy thì trong video lần này chúng ta đã cùng tìm hiểu chi tiết hơn về phần monophthongs, tức là các nguyên âm đơn các bạn nhé. Như ở video lần trước cô Mia đã giới thiệu cho các bạn thì có tổng cộng 12 nguyên âm đơn trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Âm thứ nhất của cô sẽ có là Y dài các bạn nhé. Và âm này sẽ được phát âm bằng cách nói chữ Y nhưng mà hơi căng khẩu hình miệng của mình ra như là đang cười và đồng thời hơi kéo dài âm đó ra một chút và cô sẽ có là Y. Y. Giống như trong hai từ cô để phiên âm ở đây đều chứa âm Y dài đúng không nhỉ? Từ đầu tiên cô sẽ đọc là Keep. Keep. Và từ đó sẽ được spell là K-E-E-P các bạn nhá. Keep. Tiếp theo từ này là mean. Mean. Và từ này được đánh vần như sau, M-E-A-N, nghĩa là xấu tính, hoặc nếu là động từ thì có nghĩa là mang nghĩa là như thế nào đó. Mean. Âm tiếp theo cô có đấy là âm Y ngắn và âm này sẽ được phát âm bằng cách nói chữ Y nhưng mà hơi thả lỏng hàm của chúng ta xuống một chút và phát âm gần giống E trong tiếng Việt và cô sẽ có là E. E. Giống như trong từ đầu tiên là dinner. Dinner nghĩa là bữa tối đúng không nhỉ? Và từ này sẽ được spell như sau. Dinner. Tiếp theo cô có từ này sẽ được đọc là listen. Listen. Và từ này có nghĩa là lắng nghe đúng không nhỉ? Listen. Âm tiếp theo là âm U ngắn các bạn nhé. Và chúng ta sẽ phát âm âm này bằng cách nói chữ U nhưng mà hãy thả lỏng hàm của chúng ta xuống một chút và nói hơi giống chữ Ơ trong tiếng Việt. Ơ. Ơ. Ví dụ như từ này là sugar. Sugar. Nghĩa là đường đúng không nhỉ? Và spelling của nó sẽ là như thế này. Sugar. Từ tiếp theo cô có là full. Full. Nghĩa là đầy các bạn nhé. Full. Âm thứ tư là âm U dài với chữ cái U kèm theo dấu hai chấm. Và âm này chúng ta sẽ phát âm bằng cách nói chữ U mà hơi chu miệng ra một chút và hơi kéo dài âm đó ra. Và cô sẽ có là U. U. Giống như từ đầu tiên sẽ là blue. Blue. Nghĩa là màu xanh dương các bạn nhé. Blue. Tiếp theo từ này được đọc là choose. Choose. Và spelling của từ này sẽ như thế này. Nghĩa là lựa chọn đúng không nhỉ? Choose. Âm thứ 5 là âm E thì phát âm sẽ giống chữ E trong tiếng Việt mình thôi, sẽ là E. Giống như từ đầu tiên cô có là letter. Letter. Và từ này có nghĩa là lá thư hoặc là chữ cái đúng không nhỉ? Letter. Từ tiếp theo sẽ đọc là kettle. Kettle. Và từ này nghĩa là cái ấm nước. Kettle. Letter. Thứ 6 đấy là âm có ký hiệu E ngược thì âm đó sẽ được đọc là ơ các bạn nhé. Ơ. Ví dụ như từ đầu tiên cô sẽ đọc là about. 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 Tiếp theo từ này sẽ được đọc là machine. Machine. Và nó có nghĩa là máy móc. Machine. About. Nguyên âm đơn thứ 7 sẽ được ký hiệu là số 3 kèm theo dấu hai chấm đúng không nhỉ? Vậy thì âm đó sẽ được phát âm là ờ. Ờ. Và âm này sẽ hơi khác với ơ có ký hiệu e ngược như lúc nãy mình vừa học, ở chỗ đó là âm ơ này sẽ hơi tròn miệng hơn và hơi kéo dài ra một chút nhá. Và đối với tiếng Anh Mỹ thì chúng ta còn có thể cong lưỡi khi nói nữa và sẽ là ờ. Ờ. Giống như từ đầu tiên cô có là nurse. Nurse.
nghĩa là y tá. Và từ này sẽ được spell như sau: nurse. Từ tiếp theo cô có là girl. Girl nghĩa là cô gái đúng không nhỉ? Girl, nurse. Nguyên âm đơn thứ 8 chính là âm O dài hay là O tròn miệng, được ký hiệu là chữ C ngược kèm theo dấu hai chấm các bạn nhé. Và chúng ta sẽ phát âm đó là O, O tròn miệng chữ O của chúng ta lên nha. Giống như từ đầu tiên cô sẽ đọc là ball. Ball nghĩa là quả bóng. Ball. Từ tiếp theo là sauce. Sauce tức là nước sốt các bạn nhé. Sauce. Ball. Nguyên âm đơn thứ 9 sẽ được ký hiệu như sau. Và chúng ta sẽ gọi âm này là âm E bẹt các bạn nhé. Và âm đó sẽ được phát âm bằng cách lai giữa A và E. Và cô sẽ có như sau: E, E. Từ đầu tiên có chứa âm này chúng ta sẽ đọc là candle. Candle. Và spelling của từ đó sẽ như sau, nghĩa là nến đúng không nhỉ? Candle. Từ tiếp theo chúng ta sẽ đọc là map. Map tức là bản đồ đúng không nhỉ? Map. Candle. Nguyên âm đơn thứ 10 được ký hiệu như sau. Và chúng ta sẽ phát âm âm này giống á trong tiếng Việt và hơi dẹt miệng một chút là a. A. Giống như từ đầu tiên cô sẽ có là summer. Summer. Và từ đó có nghĩa là mùa hè đúng không các bạn nhỉ? Summer. Tiếp theo cô có từ lunch. Lunch nghĩa là bữa trưa. Lunch. Summer. Rồi bây giờ hãy đến với hai nguyên âm đơn cuối cùng trong IPA với cô nhé. Âm đầu tiên cô có là A tròn miệng hay là A dài. Thì chúng ta hãy phát âm âm này bằng cách lai giữa O và A và hãy tròn miệng lên cho cô nhé. O. O. Từ đầu tiên cô có là calm. Calm. Và từ này sẽ được spell là K-A-L-M, tức là điềm tĩnh, yên bình các bạn nhé. Calm. Tiếp theo cô có từ art. Art nghĩa là nghệ thuật nha. Art and calm. Và nguyên âm đơn cuối cùng sẽ là âm o ngắn các bạn nhé. Và chúng ta sẽ phát âm âm này giống chữ o nhưng mà hãy thả lỏng hàm mình xuống một chút và sẽ có là o. O. Giống như từ này sẽ được đọc là lock. Lock. Và spelling của nó sẽ như sau: lock tức là khóa hoặc là cái khóa. Tiếp theo từ này là dog. Dog nghĩa là con chó đúng không nhỉ? Vậy thì cô có là dog and lock. Vừa rồi chúng ta đã cùng cô Mia đi tìm hiểu 12 nguyên âm đơn hay là monophthongs trong IPA rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại nhé. E, team. E, fit. E, look. U, food. E, pen. E, about. E, girl. A, tall. E, map. A, fun. A, far. A, lock. Đó là tất cả những gì cô muốn chia sẻ ngày hôm nay. Vậy thì qua bài giảng lần này, cô mong các bạn đã hiểu rõ hơn về cách phát âm 12 nguyên âm đơn trong bảng phiên âm quốc tế cũng như là các ví dụ có chứa các âm đó các bạn nhé. If you like this video, give it a like and a share and I'll see you guys next time. Bye! Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.